Nè anh Hỷ à, anh bị làm sao vậy? Mặt của anh sao lại tái xanh như vậy chứ? Nói là thủy sư đập trúng phân nên mới thỉnh phải cô về hả? Mấy cư dân mạng này sao mà biết sáng tạo quá vậy ta? Trời ơi, anh thiệt đúng là. Tôi tin tưởng anh nên mới kể cho anh nghe đó. Nếu biết như vậy tôi không có thèm nói. Ê, nè nè nè, thôi được rồi. Xin lỗi mà, cô ngồi xuống đi ha. Không đâu, không đâu. Tôi chỉ thấy mấy cư dân mạng đó rất là thú vị thôi à. Được rồi, để tôi nói như vậy với cô nè. Cô còn nhớ người bạn gái sang sang của Nhân Bân hay không hả? Cô ấy lúc trước cũng như vậy đó. Cô ấy cũng từng bị cư dân mạng ném đá. Nhưng mà những cư dân mạng đó đa số là như vậy thôi. Cả ngày đánh đổi không có gì gì làm, chỉ dư có mỗi cái miệng luôn nấp sau bàn phím để mặt đá kích cô đó. Có thể là cô sẽ thấy có tới 20% người ghét cô. Vậy sao cô không nghĩ có thể có tới 80% người rất thích cô, đúng không? Ồ, vậy thì để tôi đổi cách nói khác cho cô nghe nha. Có thể đây cũng là một loại phương thức tiếp thị nè. Giống như bây giờ cô đang cảm thấy là mọi người đều không hài lòng về biểu hiện của cô. Vậy thì cô có thể hướng theo nhận xét tiêu cực lần này mà thay đổi mình, thay đổi cách biểu hiện của cô. Có thể là khán giả sẽ biết cô cũng biết mình càng làm càng tốt, đúng không hả? Thiệt không vậy? Đương nhiên là thiệt rồi. A Hỷ tôi trước giờ chưa từng nói xạo bao giờ đâu nha. Với nhiều kinh nghiệm bán hàng trực tuyến, tôi có thể vỗ ngực và đảm bảo với cô. Nếu không tôi mục rửa luôn. Mục rửa gì chứ? Được rồi, tôi tin anh mà. Được rồi, không sao đâu mà. Còn không á, lát nữa tôi sẽ đi nấu món sushi nguyên khí cho cô ăn. Cô đợi lát nha. Cái gì gọi là sushi nguyên khí? Món sushi nguyên khí là bí kíp của A Hỷ tôi. Nói cô biết nha, A Thủy Sư cũng không biết đâu. Lúc trước mỗi khi Di Quân mà giận tôi chuyện gì á hả, tôi nấu món này cho cô ấy ăn á. Làm như vậy là cô ấy hết giận liền à. Đầu giường giận, cuối giường hòa. Thì cũng là ná ý đó đó. Nè, tôi biết anh Hỷ, anh là người tốt mà. Không có gì là tốt rồi ha. Cô lau nước mắt đi ha, lát nữa tôi đem tới cho cô. Không sao rồi. Ui, dạ. Sao cậu lại làm sushi? Không có khách mà. Làm cho khách nào mang về? Đâu có, cái này làm cho Ghi Ghi ăn mà. Làm cho Ghi Ghi ăn? Không phải. Vậy sao tôi và một mình không có hả? Nè, không phải hai người đang ăn cơm rồi hay sao hả? Lúc nãy cậu có thở không? Có chứ. Vậy sao bây giờ cậu vẫn phải thở vậy? Cô... Lúc nãy chúng tôi ăn thì bây giờ cũng ăn được vậy. Quá thiên vị. Không thể tha được. Phạt 500. Sư phụ ạ, không phải đâu. Con lấy mấy nguyên liệu còn thừa để làm mà. Con chỉ muốn làm cho Ghi Ghi ăn để an ủi cô ấy mà thôi. Thầy đâu thế nào phạt tiền con được chứ. Công việc nấu nướng của chúng ta là như vậy. Tôi chỉ muốn nói không được lãng phí nguyên liệu. Như vậy là tốt rồi, được rồi, không phạt cậu. Tôi giỡn á. Sư phụ, cái đó nhìn cũng ngon đó. Khi nào anh mới nấu món đó cho tôi ăn hả? Hả? Nếu như muốn ăn thì tự đi mà nấu. Còn muốn tôi nấu cho ăn hả cũng được. 500. Sư phụ, sao anh lúc nào cũng nhắc đến tiền với người ta vậy hả? Còn nói hả? 600. Nhưng không nói nữa. Đúng thiệt là. Thế nè, Ghi Ghi bây giờ sao rồi hả? Cô ấy có sao không vậy? Ồ, ở trong đó khóc tới lông trời lở đất luôn đó. Ôi trời ơi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Trời ơi, thì là lần trước đó, cơ mua sắm trực tuyến, thầy nhớ không? Cô ấy bị người ta bơi ra nói, cô ấy bị cư dân mạng chửi, còn nói là cô ấy làm lung tung cái gì đó. Cô ấy buồn cho nên vô trong khóc thôi. Là vậy hả? Ôi, tôi còn tưởng chuyện gì lớn chứ. Thực ra mà nói, vậy là đáng đời á. Bình thường trên kênh mua sắm trực tuyến chỉ cần có chút xíu đấu khẩu thì khán giả đã cảm thấy rất thú vị rồi, mọi người sẽ mua đồ của mình. Nhưng mà bây giờ mấy người đang làm cái gì đây? Đang cãi nhau thật sự đó. Cãi tới nỗi có thể đem thức ăn ném xuống dưới đất luôn. Như vậy có quỷ mới thèm mua thôi. Nói tới các cô cậu nghe, hôm qua tôi suy nghĩ cả một ngày và tôi đã quyết định kênh mua sắm trực tuyến tạm thời ngưng hoạt động, coi mọi việc thế nào rồi sau đó tính tiếp. Sư phụ, vậy con lấy gì ăn đi hả? Đúng đó, như vậy chẳng phải mất đi cơ hội kiếm tiền sao? Đáng đời thôi, ai bị mấy người cãi nhau. Thôi được rồi, được rồi. Đem vô trong cho Ghi Ghi ăn đi. Kêu cô ta đừng có khóc nữa. Cô ta mà khóc là khách giàu đây á. Người ta không biết còn tưởng chúng ta mướn người để khóc đám ma hay là tụng kinh siêu độ nữa. Vậy coi được sao? Được rồi, con đem vô trong đi. Sư phụ, tụng kinh đám ma tôi từng làm qua rồi, tôi chuyên nghiệp lắm đó. Cái đó cũng biết rồi. Ê, đi mau đi, mau đi, để chén đi. Học môn đám ma, tụng kinh đám ma cô cũng biết luôn hả ta? Ê, Ghi Ghi, một mình về một đội.
Ý, cũng không tệ cơ. Có thể coi lại. Sao không chịu mở đèn lên? Chắc là đang ở trong phòng nghỉ ngơi. Tuấn Sinh, cậu gọi điện thoại kêu thức ăn đi. Y Lam có lẽ cũng chưa ăn. Dạ. Y Lam, Y Lam, tôi vô nha. Y Lam, còn ngủ nữa hay sao? Nè, mau dậy rồi ra ăn đi, ha. Có chuyện gì vậy? Sao lại như vậy chứ? Là thuốc ngủ. Y Lam, Y Lam, con đừng làm tôi sợ mà. Y Lam, Tuấn Sinh, Tuấn Sinh, Tuấn Sinh, Tuấn Sinh, Y Lam, Y Lam cô ấy, nhanh lên. Alo, xe cấp cứu hả? Tôi đang ở tòa nhà Vũ Hán đây. Cô tỉnh rồi sao? Bác sĩ nói cô không sao rồi. Nghỉ ngơi cho khỏe đi, ha. Tuấn Sinh đưa. Là anh ấy đưa cô vào đây đó. Thiệt sao? Tôi không biết gì hết. Đương nhiên là cô không biết rồi. May mắn là chúng tôi phát hiện sớm. Còn nếu không, thật sự không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa đó. Sao cô khờ vậy? Sao lại làm ra mấy chuyện ngốc nghếch này? Tôi không biết. Tôi không biết phải làm thế nào nữa. Tại vì trong lòng Tuấn Sinh luôn chỉ có một mình Mỹ Phụng. Tôi cũng đã là người của anh ấy rồi. Tôi vẫn cứ khờ khạo cho rằng mình làm như vậy ít ra có thể khiến anh ấy quan tâm mình, chấp nhận mình. Tôi quá ngốc rồi. Anh ấy vẫn cứ bỏ mặc tôi. Chủ tịch à, bà có biết tôi rất đau khổ không? Cứ đau khổ như vậy, tôi thà chết đi còn hơn. Tôi đã nói với cô rồi, tình cảm cần phải có thời gian để vun đắp, để bồi dưỡng. Tuấn Sinh và Mỹ Phụng, hai người từ nhỏ đã quen biết nhau rồi. Còn cô và Tuấn Sinh mới quen chưa được bao lâu mà. Tôi biết chứ. Tôi biết mình không thể nào sánh được. Nhưng mà, nhưng tôi thực sự rất là yêu Tuấn Sinh. Có lẽ tại vì bản thân mình quá nông nổi. Nhưng mà tôi vẫn không thể nào có được Tuấn Sinh, nên tôi mới phải đeo theo anh ấy. Thật không ngờ lại có kết cục như vậy. Chủ tịch, trước giờ tôi chưa bao giờ chủ động theo đuổi một người nào. Lần này chỉ vì Tuấn Sinh, tôi từ bỏ cả tôn nghiêm. Chỉ hy vọng là anh ấy yêu thương tôi một chút thôi. Tôi đã làm tới mức như vậy luôn rồi, chẳng lẽ vẫn chưa đủ? Nếu như không phải là Tuấn Sinh, tôi thật sự không nhìn ra được cô lại cố chấp trong chuyện tình cảm tới như vậy. Tôi chỉ muốn nói với cô là nếu là của cô thì là của cô, nếu không phải của cô thì cho dù cô có hy sinh bao nhiêu đi chăng nữa cũng không có được đâu. Tôi mặc kệ, tôi chỉ muốn có Tuấn Sinh, tôi muốn có anh ấy bên cạnh mình. Tôi không muốn anh ấy rời xa tôi. Tôi không muốn anh ấy rời xa tôi. Được rồi, tôi biết mà. Tôi thấy cô đau khổ như vậy, tôi thật sự không đành lòng. Cô yên tâm đi,
Tôi sẽ cố gắng giúp đỡ cho cô. Nhưng mà bây giờ cô hãy nghỉ ngơi trước đã, để tôi đi tìm Tuấn Sinh. Đi đây, em đi với anh. Thôi khỏi đi, không cần theo anh tự đi được rồi. Em chỉ muốn quan tâm anh, không có ý gì khác hết. Y Lâm à, em đi làm việc của mình đi được không? Suốt ngày em cứ bám theo anh, anh sắp phát điên rồi nè. Sao mình lại đối xử với Y Lâm như vậy? Cô ấy đâu có làm gì sai đâu. May mà bây giờ cô ấy không sao rồi, chứ nếu không mình sẽ phải trải rứt suốt đời. Cậu là một thằng đàn ông thì làm việc gì cũng phải biết chịu trách nhiệm. Tại sao cậu dám làm mà không dám chịu? Cậu và Y Lâm cũng đã ở bên nhau rồi, sao cậu cứ trốn tránh cô ấy? Chủ tịch, xin lỗi, là tại tôi. Cậu không cần phải xin lỗi tôi. Người cậu phải xin lỗi bây giờ đang nằm ở trong kia kìa. Y Lâm giống như là con gái ruột của tôi vậy, không ai được ức hiếp nó hết. Nếu như mà cậu không chịu trách nhiệm với những việc trước đó cậu đã làm, thì đừng trách tại sao tôi không khách sáo với cậu. Bây giờ Y Lâm tỉnh rồi, cậu vào trong thăm cô ấy đi. Một người yêu một người trốn, như vậy thì làm sao ở bên nhau được? Y Lâm, xin lỗi em, tất cả đều tại anh không tốt, xin tha thứ cho anh. Em không muốn nghe anh nói, chỉ một mình em si tình. May mà em bình an vô sự, nếu không cả đời này anh cũng không thể tha thứ cho mình. Anh xin lỗi em. Em không muốn nghe anh xin lỗi, em muốn nghe anh nói yêu em. Em sao vậy? Đau bụng nữa? Để em gọi bác sĩ. Tuấn Sinh, em biết là anh chỉ yêu Mỹ Phụng thôi. Em chỉ cần anh hãy bên cạnh em. Anh muốn yêu Mỹ Phụng thế nào em không quan tâm. Y Lâm à, làm vậy thì không công bằng với em. Em đừng vậy được không? Như vậy thì đã sao chứ? Cho dù có đau khổ em cũng có thể chấp nhận. Chỉ cần anh đừng rời xa em được không? Y Lâm, sẽ có một ngày khi em quay đầu lại, nhất định sẽ hối hận. Em không muốn em oán trách anh, rồi lại nói anh. Sao lúc đó anh không cự tuyệt em? Cho dù là hối hận thì cũng không còn kịp. Con tim và con người của em đã không quay về bên em nữa rồi. Ngọc Thụ, Thanh Dân, Chí Văn, ăn sáng nè. Rồi, dạ. Nào, ăn sáng thôi. Dạ. Bữa sáng hôm nay chuẩn bị thịnh soạn vậy sao? Bà nấu ăn là ngon nhất kia mà. Ừ.
Chí Văn, miệng con ngọt như vậy, vậy mỗi ngày bà đều nấu cho con ăn nha. Dạ được, cảm ơn bà. Mẹ à, buổi sáng đầy đủ thịnh soạn như vậy, con có thể lấy một chút cho Mỹ Phụng và ba vợ của con ăn không? Mẹ biết rõ ý của con, phần Mỹ Phụng và ba của nó mẹ đã chuẩn bị xong, con cứ lấy đi. Mẹ à, cảm ơn mẹ. Được rồi. Đây, cầm đi cẩn thận đó. Cảm ơn mẹ. Đừng khách sáo. Phải rồi, con muốn tuyên bố một chuyện với mọi người trong nhà. Trời ơi, nghe qua thì giống như là một chuyện quan trọng đó. Là Mỹ Na, Mỹ Na nói là thứ bảy tuần này tới nhà mình một chuyến. Ồ, vậy thì tốt quá. Chị Văn à, chúc mừng con đã tiến thêm một bước với Mỹ Na rồi đó. Như vậy là tốt rồi. Ông cũng đã lâu rồi không có gặp con bé Mỹ Na này đó hả? Alo. À, được. Vậy tôi sẽ ra liền. Tài xế tới rồi, con phải đi đây. Rồi, con còn chưa ăn sáng mà. Thôi thôi được rồi, con đi đường cẩn thận nha. Dạ, vậy con đi trước nghe. Ba, đi đường cẩn thận chứ. Chị Văn à, Mẹ nào con nói mấy giờ tới hay không? Hay là con phải đi trước nói vậy? Cô ấy không có nói, để con hỏi lại cái đã. Bây giờ cô ấy có tài xế, con nghĩ là chắc cô ấy sẽ tự tới đây đúng không? Con bé Mễ Na này còn trẻ như vậy, năng lực lại quá giỏi. Nhớ lúc trước, ông lúc nào cũng coi con bé như là cháu gái của mình vậy đó. Mọi người không cần phải lo lắng đâu. Tuy bây giờ trong công ty cô ấy phụ trách chức vụ giám đốc, nhưng mà bình thường cô ấy cũng rất là dịu dàng, cũng rất là hoạt bát, rất là khác so với trước đây. Nghe con nói như vậy á, con đối với Mễ Na bây giờ rất hài lòng hả? Ông à, cô ấy giờ là sếp của con, phải nói là cô ấy có hài lòng về con hay không, chứ con đâu có đủ tư cách đâu. Được rồi, hai ông cháu mấy người đừng có nói nhiều chuyện như vậy. Đợi thứ bảy này con bé tới thì biết thôi. Được rồi. Hay là vậy đi, con hỏi lại thử Mễ Na là bây giờ sẽ tới ha. Dạ. Xác định rồi thì nói lại với ông. Dạ, vậy để con tới công ty đi hỏi lại. Nãy giờ cứ lo nói chuyện, con sắp bị trễ giờ rồi, con phải đi làm trước đi. Thôi được rồi, nếu vậy đem đồ ăn theo để ăn đi ha. Dạ, con mang cái này theo ăn nha. Tạm biệt. Cẩn thận đó. Cẩn thận nha. Dạ, tạm biệt. Bây giờ chỉ còn hai ông bà già mình thôi, ăn đi. Nè, em ăn một chút đi. Đây nè. Anh cũng ăn chút đi. Được. Đây. Ngọc Thụ à, em muốn đi mua một số quà cáp đó. Mua tặng ai? Thì là Mễ Na đó. Em muốn nói là Mễ Na bây giờ vẫn chịu tới nhà mình, những chuyện lúc trước con bé cũng không chấp nhất. Em muốn mua một món quà tặng con bé, cũng coi như khiến cho Chí Văn nở mặt nở mày. Suy nghĩ như vậy là rất chu đáo. Chí Văn nhà mình á, tới bây giờ vẫn không thể nào từ bỏ Mễ Na. Chúng ta làm ông làm bà thì cũng nên giúp đỡ cho nó, để hai đứa thanh niên tụi nó có thể đến gần với nhau hơn. Nhưng mà Ngọc Thụ à, anh thấy em nên mua cái gì đi? Chuyên môn của em tự quyết định được rồi. Trời ơi, sao anh lần nào cũng nói như vậy? Anh để cho em làm chủ mà. Người ta nói á, nghe lời vợ đại phú quý. Tốt nhất là như vậy. Thủy Đình, hai thùng hải sản này sắp xếp cho gọn vô, tôi về trong nấu món ngon trước nha. Nhất giả rồi. Sư phụ muốn nấu món ngon sao? Vậy là chắc chắn sư phụ biết mình quá vất vả, cố tình nấu một bữa cho mình ăn đi mà. Hạnh phúc quá đi. Qua thì mình rất vui, đúng là được người ta thương. Được rồi, mình phải nhanh lẹ một chút, lo tranh thủ chuẩn bị mới được. Ui, nóng quá rồi. Ôi má ơi. Sư phụ à, sư phụ thơm quá trời luôn đó. Món gì ngon vậy, cho con coi thử đi nha. Làm cái gì vậy? Đây là món cho cậu ăn sao? Đây là cháo hải sản đặc chế của tôi. Đây là cháo để chủ tịch Bạch, ba của Mỹ Phụng ăn à.
Thầy đừng gạt con nữa mà. Con nói là cho chủ tịch Bạch ăn hả? Con thấy mục đích chính là muốn cho chị Mỹ Phụng ăn thì có. Chủ tịch chỉ là cái cớ thôi à. Mặc kệ là Mỹ Phụng ăn hay là chủ tịch ăn, chỉ cần là người có thể ăn cháo hải sản đặc chế của tôi đều là người có phước á. Nói vậy con cũng cảm thấy bản thân mình rất có phước mà. Hay là sư phụ à, thầy cho con ngửi một chút, ăn một chút thôi á. Từ sáng tới giờ con bận tối mặt, phải đi theo thầy lấy lẩu cá, vừa về tới cũng phải thu dọn nguyên liệu các thứ. Sáng nay lại không có ăn gì nhiều nữa. Làm rồi đi, cho ăn một chút thôi mà. Cho cậu ăn một chút là người ta sẽ không đủ ăn rồi cậu. Thiệt là cậu muốn ăn thì tự đi mà nấu đi, lôi thôi quá. Sư phụ à, bây giờ con quả thật đất đói bụng đó. Lẽ nào thầy muốn nhìn thấy con đói lạ vậy rồi, sắp chết đói luôn rồi đây nè. Đi chết đi. Muốn ăn tự đi mà nấu đi. Uổng công tôi dạy cậu nấu ăn lôi thôi quá, còn cái đó nó nhảm nữa. À, được rồi, chuẩn bị mau mở cửa tiệm đi nha. Cẩn thận đó, thầy còn dương. Ê, lôi thôi quá, mau mở cửa tiệm đi. Trong lòng thầy có chị Mỹ Phụng cũng có ích gì chứ. Kỳ lạ, sao thầy lại như vậy được chứ. Chị Mỹ Phụng á, đã là người của người khác rồi, cũng sắp lấy người ta rồi, còn ở đây lo lắng đủ thứ nữa, ngược lại á, còn khiến người ta ghét hơn thôi. Kỳ lạ thiệt, một người bình thường luôn tỏ ra thông minh, thế gặp chuyện tình cảm á, là đâu cứ như là bả đậu vậy đó. Thiệt tình á. Con sao lại ở đây vậy? Con đi nha. Cái thằng quỷ sứ này, dám nói đầu tôi thằng bả đậu hả? Cũng may là tôi quay về, quên đem theo muỗng canh, thì lấy cái muỗng mau, muỗng lớn á. Đúng là cái tướng chán sống mà. Đúng là đầu óc bả đậu. Lấy muỗng canh cám già này làm cái gì? Cậu mới là đầu óc bả đậu đó. Con không nói với cậu nữa. Làm gì vậy không biết nữa thì không hiểu nổi. Wow, ngửi tôi đã thấy thơm rồi. Chắc chắn là rất ngon đây. Dĩ nhiên rồi, con dùng nguyên liệu tốt nhất, tình cảm sâu nặng nhất để mà nấu nồi cháo này, bảo đảm rất là ngon. Không ngon á, còn cho bác ký đầu luôn đó nghe. Nè, Mỹ Phụng nè. Nè. Ồ, ăn đi. À, ba ăn đi. Vẫn là con biết lễ phép đó. Xin lỗi. Chủ tịch, con nên múc cho bác trước chứ. Ê, chà, xin lỗi nghe, bác cứ yên tâm đi. Nếu là món con đã nấu, con bảo đảm 100% sẽ rất là vừa miệng, ăn không ngán. Nè, lại không có cholesterol, protein cao, calo thấp. Ăn rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là người bệnh vừa mới hồi phục sức khỏe, với người vừa mới phẫu thuật xong nè, rất tốt để bồi bổ khí huyết. Ba ăn thử đi ha. Là như vậy à? Nếu vậy tôi không khách sáo ha. Được. Thiệt đó, không phải con xạo đâu mà hả? Đúng không? Ngon thiệt. Ngoài đồ thừa cho heo ra, bất cứ nguyên liệu nào vào tay con á, con cũng đều có thể biến nó thành món ngon nhất trên đời. Nè, người ta đang ăn cháo đó, anh lại nói là đồ thừa. Xin lỗi. đúng. À thưa sư, đúng là rất ngon đó. Thời gian vừa qua, ngày nào tôi cũng ăn đồ cậu nấu, tôi cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi. Cảm ơn cậu nha. Người nhà mà cảm ơn cái gì chứ, bác là ai chứ, là ba của Mỹ Phụng đó. Ba của Mỹ Phụng cũng giống như ba của con, có phải không? Mà ba của con nói câu khó nghe chút, chính là ba vợ của con. Chỉ là ba vợ. Mỗi lần nói tới ba vợ là chuông cửa lại reo, thiệt bực ghê. Ủa, thủy sư, anh cũng tới à? Anh cũng tới. Thằng Dân. Chào ba, Mỹ Phụng. Sao trùng hợp vậy? Con cũng đem bữa sáng qua đây để cho hai người ăn nè. Đây là bữa sáng mẹ Mỹ Phụng cùng với con dậy nấu đó ba. Thật vậy à? Nào ngồi đi. Đây là nghệ thuật nấu sao? Nếu vậy bác nhất định phải ăn thử, mà lấy ra đi. Ba thật có lòng ăn, có thể ăn được đồ của mẹ con nấu. Chỉ cần là món mẹ con nấu, dù là món gì bà cũng thích ăn hết. Thơm thiệt đó nha. Thanh Vân à, ngại quá. Ba biết là nghệ thuật là ba không sao đâu. Con hiểu được tâm trạng của ba mà. Mẹ của Mỹ Phụng và ba của con bên nhau lâu như vậy rồi, sẽ không vì một chút chuyện nhỏ như vậy mà ảnh hưởng tới tình cảm giữa hai người họ đâu. Mỹ Phụng à, nè, anh có tìm một số thiệp cưới em coi thử đi. Nè, để coi em thích loại nào hơn. Cái này cũng đẹp, có đúng không? Cái này cũng đẹp. Thành Dân, tôi nói biết, tôi có chuyện muốn nói với anh. Chúng ta đi men gì đó. Men's
Mensolidarium. Là men's talk đó. Có chuyện gì chứ? Men's talk. Đúng rồi. Đúng rồi. Không cần anh nhắc đâu. Đi đi, chúng ta lên lầu nói chuyện đi. Đi tôi đi thôi. Cô đừng có lên á. Hai người ăn ngon miệng nha. Được. Hai người muốn đi đâu vậy? Đi lên lầu. Lên lầu. Cô đi theo à? Không có sao đâu em à. Cái anh à thủy sư này không biết muốn dở trò gì nữa đây. Nói biết à, bây giờ anh vẫn chưa tính là người đàn ông khỏe mạnh bình thường. Anh không thể ngày ngày ra ngoài đi lung tung. Nếu khiến sức khỏe suy giảm, anh muốn sao đây? Muốn làm Mỹ Phụng lo lắng hả? Trời ơi à thủy sư à, anh không cần lo cho tôi đâu. Bây giờ hai mắt của tôi đã nhìn thấy rất là rõ ràng rồi. Sức khỏe của tôi tốt hơn nhiều. Tôi không có sao đâu. Anh không được mỗi ngày muốn là tới tìm Mỹ Phụng. Anh tưởng Mỹ Phụng rảnh lắm sao? Ngày nào cũng ăn no chờ anh tới hả? Cô ấy rất là bận, rất là nhiều việc đó anh biết chưa? Nếu như thật sự là bận rộn thì Mỹ Phụng sẽ nói với tôi. Anh đừng có lấy Mỹ Phụng làm cái cớ nữa. Tôi biết rồi, tại sao anh lại nói như vậy. Bao nhiêu năm qua anh hết lòng quan tâm và chăm sóc Mỹ Phụng. Trong lúc cô ấy cô đơn nhất, luôn ở bên cạnh của cô ấy. Nhưng mà bây giờ thì Mỹ Phụng sắp lấy tôi rồi đó. Sau này tôi sẽ chăm sóc Mỹ Phụng thật là tốt. Và còn thương yêu cô ấy, yêu cô ấy suốt cả đời. Anh tưởng là anh làm được thiệt sao? Dĩ nhiên là tôi sẽ làm được rồi. Sau này á, tôi là chồng của Mỹ Phụng rồi ha. Có tôi chăm sóc, lo cho cô ấy vậy là đủ rồi. À thủy sư à, sau này á, anh không cần tiếp tục quan tâm lo cho Mỹ Phụng nữa. Coi Mỹ Phụng là của riêng anh. Làm như vậy sẽ khiến cho cô ấy buồn phiền, cũng sẽ trở thành gánh nặng cho hôn nhân của chúng tôi. Anh không thể. À thủy sư, tôi thật lòng khuyên anh, khuyên anh mau từ bỏ đi. Sau này Mỹ Phụng á, có tôi chăm sóc rồi, tôi sẽ lo cho cô ấy, làm cho cô ấy hạnh phúc là được rồi. Anh không thể, anh không thể. Tại sao tôi lại không thể chứ? Anh, bởi vì chuyện do chuyện... Được, chuyện... được, tôi biết rồi. Thực ra thì anh á, vốn không cần lo lắng chuyện đó đâu. Không biết chừng sau khi Mỹ Phụng kết hôn với tôi, cô ấy sẽ có thai liền đó. Tốt nhất là không chỉ sinh một đứa, có thể là sinh 4-5 đứa nữa. Vậy thì họ Lâm nhà tôi sẽ càng đông vui rồi. Tôi... Thanh Vân, em không biết anh nghĩ nhiều như vậy, xa như vậy. Tiếc là giấc mơ của anh không thể thành hiện thực. Anh muốn sinh con với Mỹ Phụng hả? Quả thật tôi không thể nhịn được nữa. Tôi nói thật cho anh biết luôn. Lâm Thanh Vân, Lâm Thanh Vân. Đúng rồi A Thủy Sư. Nếu anh còn ăn hiếp Thanh Vân, sau này anh đừng có tới đây nữa. Tôi ăn hiếp anh ta hả? Tôi ăn hiếp anh ta nào chứ? Còn bắt đầu của cô gì thế vậy? À nè Mỹ Phụng à, A Thủy Sư không có ăn hiếp anh. Tụi anh chỉ ở đây nói chuyện chơi thôi mà. Em hiểu rõ tính anh ấy, anh đừng có nói giúp nữa. Thanh Vân à, không phải anh muốn tìm em bằng chuyện thiệp cưới sao? Mình đi thôi. Ừ. Để mình vào một bên sau. Mỹ Phụng, cô hùng dữ với tôi, nói lớn tiếng với tôi, còn dù không cần hiếp Thanh Vân nữa. Cô còn nói với anh ta là muốn bàn chuyện thiệp cưới hả? Thiệp cưới. Sao lại không có bữa sáng? Chủ tịch Dương với chị Y Lâm chẳng phải về từ rất sớm sao? Anh Tuấn Sinh, anh Tuấn Sinh, chủ tịch Dương, chị Y Lâm, sao không có ai ở nhà vậy? Di động của chủ tịch sao lại để ở đây chứ? Chủ tịch Dương, mọi người về rồi hả? Chị Y Lâm, sao sắc mặt chị khó coi vậy? Anh Tuấn Sinh, đã xảy ra chuyện gì? Không sao đâu. Phải đó, chỉ là Y Lâm không khỏe trong người, đi khám bệnh thôi mà. Anh, chị Y Lâm à, tôi thấy mặt chị xanh xao lắm. Để tôi đi nấu cháo cho chị nha. Không được đâu, bác sĩ nói là Y Lâm vừa mới xuất ruột, trong 24 giờ không được ăn gì. Tuấn Sinh, Y Lâm đang không được khỏe, cậu đưa nó về phòng nghỉ ngơi đi. Dạ, Y Lâm đi. Anh, chủ tịch Dương, nếu như mà có việc gì cần sự giúp đỡ của tôi, bà cứ việc nói nha. Không cần đâu, cảm ơn. Ở đây tôi có Tuấn Sinh, chăm sóc cho cô ấy là được rồi. Tôi pha ly sữa cho bà uống nha, bà nghỉ trước đi. À, thật ra đã xảy ra chuyện gì chứ? Xem ra không đơn giản rồi.
Tuấn Sinh, anh muốn đi đâu? Anh ở lại với em đi. Anh còn có việc bận. Tuấn Sinh, bây giờ em như vậy, anh đừng bỏ em lại một mình. Anh ở lại với em đi. Được rồi, anh ở lại. Bác sĩ có nói bây giờ em đang rất yếu, phải nghỉ ngơi nhiều hơn mới hồi phục sức khỏe. Em mau ngủ đi ha. Được, em ngủ. Nhưng mà anh không được buông tay ra. Anh không ở bên cạnh em sẽ không ngủ được. Em đừng nói nữa, càng nói càng không ngủ được. Hả, mau ngủ đi. Được, em ngủ. Phải luôn ở bên cạnh em. Tướng Sinh, anh đừng gạt em mà. Anh ở lại với em đi được không? Được rồi, anh ở lại. Mong là trong giấc mơ anh cũng luôn ở bên cạnh em như vậy. Cậu Tuấn Sinh này càng ngày càng chán nản. Nếu như Y Lâm ở bên cạnh cậu ta, sau này chắc chắn sẽ khổ sở. Đúng là khiến cho mình phải lo lắng. Chủ tịch Dương, uống sữa đi. À, cảm ơn. Chủ tịch Dương, tôi thấy sắc mặt của chị Y Lâm thật rất xanh xao. Tôi đang lo không biết chị ấy bị bệnh gì, sao phải đi rửa ruột chứ? Có phải là chuyện liên quan tới anh Tuấn Sinh không? Để cô chê cười rồi. Thật ra thì cũng không có chuyện gì đâu. Chỉ là hai đứa nó cãi nhau, Y Lâm nhất thời nghĩ quẩn thôi. Thì ra là tự sát. Trời ơi, nếu vậy chắc chắn là anh Tuấn Sinh rất sợ, sau này không dám cãi nhau với chị Y Lâm nữa đâu. Vậy có ổn không? Vợ chồng tình cảm có tốt tới đâu cũng có lúc phải bất đồng ý kiến mà. Đừng nói tới trai gái chỉ vừa hẹn hò thôi. Nếu như Tuấn Sinh im lặng không lên tiếng, không dám cãi nhau với Y Lâm, nếu đúng là như vậy chắc chắn không phải là chuyện tốt. Tình cảm mà như vậy cũng không phải chân tình. Chủ tịch Dương à, nói vậy tiếp theo bà tính sẽ làm sao đây? Vì Y Lâm nó quá yêu Tuấn Sinh, tôi có nói gì thì cũng vô dụng thôi. Y Lâm ở bên cạnh tôi bao nhiêu năm nay rồi, trước giờ tôi luôn đối xử với nó như con ruột của mình. Nếu như Y Lâm vẫn kiên quyết muốn ở bên cạnh Tuấn Sinh, tôi sẽ không phản đối. Nhưng mà nếu như Tuấn Sinh dám ăn hiếp Y Lâm, tôi nhất quyết không tha cho nó. Chủ tịch Dương, có thể làm con gái bà đúng là chuyện quá hạnh phúc. Có trưởng bối như bà bên cạnh, có người đàn ông nào dám ăn hiếp chị Y Lâm chứ? Hơn nữa nói thật, anh Tuấn Sinh cũng không phải loại đàn ông ăn hiếp phụ nữ đâu. Chỉ có điều chị Y Lâm nếu muốn được ở bên cạnh anh Tuấn Sinh, chị ấy sẽ phải chấp nhận chuyện trái tim anh ấy có lẽ cả đời này cũng không quên được chị Mỹ Phụng. Đây chính là chuyện tôi lo lắng nhất. Vì trong lòng của Tuấn Sinh chỉ có một mình Mỹ Phụng mà thôi, vốn không hề có Y Lâm. Chỉ có điều là trong thâm tâm của Y Lâm lâu nay vẫn không chịu chấp nhận sự thật này. Tôi chỉ cảm thấy khúc mắc này trong lòng anh Tuấn Sinh chắc là phải nhờ chị Mỹ Phụng tháo gỡ rồi. Ý của cô là... Ý của tôi muốn nói là nếu như có thể nhờ chị Mỹ Phụng làm anh Tuấn Sinh phải từ bỏ, chị Y Lâm mới có hy vọng. Bà nói có đúng không?
Cô có bàn tay mềm mại khéo léo của tôi và củ cải đẹp chưa nè? Ừ, anh giỏi thiệt đó. Phải nói là quá giỏi luôn á. Ơi, còn phải nói nữa, tôi nổi tiếng khắp miền Bắc, miền Nam càng nổi danh hơn. Tôi là A Hỷ Sư, A Hỷ Sư đó. Tôi là chàng trai danh giá của Đài Loan này, đúng không? Đây không phải biệt danh của A Thủy Sư sao? Đúng là như vậy thật. Nhưng mà dù gì thầy cũng là sư phụ của tôi mà. Tôi mượn xài lát thôi, sớm muộn cũng là của tôi thôi, đúng không? A Hỷ à, hả? Nếu để sư phụ nghe được câu này của anh chết chắc rồi đó. Ê, cô đừng nói là cô muốn làm kẻ tiểu nhân đi mách lẻo với sư phụ đi nha. Tôi là tiểu nhân, còn cô là bồ nhí. Còn dám nói là tôi với anh Hỷ hai người có chuyện này chuyện nọ. Tôi thấy hai người mới đúng là có chuyện đó. Cô nói lung tung. Một mình à? Chuyện như vậy không thể nói lung tung được đâu. Bây giờ kia còn chưa có bạn trai đó. Một cô gái ngoan hiền như vậy mà bị cô nói lung tung, không có chuyện đó đâu, cô đừng nói như vậy mà. Là thật hay giả liên quan gì tới tôi? Để tôi gọi cho Di Quân nói với cô ấy, kêu cô ấy tự điều tra để biết ngay là thật hay là giả thôi. Cô dám gọi hả? Tại sao không dám gọi? Sao hả? Cô sợ Di Quân biết chuyện này rồi cô không thể đối mặt với người ta hả? Tại sao tôi không thể đối mặt với Di Quân chứ? Bởi vì cô chột dạ đó. Cô đúng là bà điên mà. Mày dám kêu tôi là bà điên muốn đòn hả? Nè, hai người thôi đi. Hai người thôi đi mà. Đừng đổi. Ừ, ngày nào cứ hai người cãi nhau. Đủ rồi. Đừng đổi. Tôi sư phụ, cô nói thầy nghe nha. Thầy về đúng lúc đó. Cô nói thầy biết nha. Hai người này đều không lo làm việc. Ở đây đánh nhau cãi nhau kìa. Sao vậy? Thiệp cưới. Tại sao tên các người đều có chữ Hỷ? Tại sao cậu lại tên là Hỷ chứ? Nhìn cậu là thấy ghét rồi, tránh ra. Sư phụ. Ghi. Mộng bệnh. Ghi. Còn bệnh. Thiệp cưới. Trời ơi, thì ra là ông trời 800 năm về trước đã ám chỉ cho tôi biết, tới bây giờ tôi mới hiểu ra được. Trời ơi, điều đó có nghĩa là tôi nhận được tiệp cưới của Mỹ Phụng. Hết hy vọng rồi, mộng đẹp tan tành, tôi bị đá rồi. Tôi thiệt đáng thương, bị sao quả tạ chiếu rồi. Mấy người đều tới để cười tôi, tới hãm hại tôi. Tránh ra đi. Sư phụ à, tôi đúng là đáng thương quá mà. Đúng là đáng thương mà. Tôi thật bất hạnh mà. Đứng mộng gì hả? Tan dở gì? Sư phụ bị sao vậy? Tôi đâu biết đâu. Mỗi lần nói tới chuyện tình cảm là thầy lại thành như vậy đó. Tôi thấy hôm nào đưa thầy đi mua thuốc thần kinh được rồi. Ê, trời ơi. Ê, ê. Mỹ Phụng à, bà cảm thấy bà cũng khỏe nhiều rồi. Mấy hôm nữa bà có thể về đi làm được rồi. Có cần gấp gáp như vậy không? Thật ra việc gì mà ba nhất định phải đi, ba phải tranh thủ lúc này nghỉ ngơi cho khỏe đi. Hey, không được đâu. Nếu còn nghỉ ngơi nữa, ba của con sẽ mốc meo lên đó. Ba cảm thấy ba phải đi làm, như vậy á ba mới thấy mình sống có ý nghĩa. Hơn nữa là công ty còn có rất nhiều việc cần ba đi giải quyết, không thể tiếp tục kéo dài nữa. Ba đúng là cuồng với công việc, ba cứ dậy hoài, hèn chi tim không chịu nổi. Ba bảo đảm với con, lần này ba nhất quyết ăn ngon, ngủ khỏe, uống thuốc đúng giờ ha. Con lo lắng cho sức khỏe của ba mới trách ba. Ba đừng có làm việc như trước đây, làm cả ngày lẫn đêm. Làm như vậy sức khỏe của ba không chịu nổi đâu. Ba biết rồi. Chủ tịch Dương. Dạ mời, chủ tịch mời Dương. Anh Mạch. Mời ngồi. Tôi đang nghĩ là tới hỏi thăm bệnh tình của anh đã hồi phục ra sao rồi. Mấy hôm nay anh ấy vắng mặt, công ty thật sự không như trước. Anh Bạch à, tôi rất mong là anh có thể nhanh chóng khỏe lại. Như vậy tôi có làm việc gì cũng có người bàn bạc góp ý. Chủ tịch à, cô yên tâm đi, sức khỏe tôi đã tốt hơn nhiều rồi. Mấy ngày nữa là có thể đi làm lại được rồi hả? Ba. Được rồi mà, chuyện con nói ba đều hiểu hết rồi mà. Nhưng mà con cũng đã nghe đó, công ty đang cần ba về làm. Con yên tâm đi, ba bảo đảm với con, lần này là ba nhất quyết sẽ không làm việc quá sức đâu. Phải đó, tôi cũng sẽ để ý giúp cô. Tôi sẽ không để cho anh ấy lao lực đâu. Còn có tôi nữa, tôi có thể giám sát 24 giờ. Nếu như ông ấy mà làm việc quá sức hả, tôi sẽ chạy tới ngăn cản ngay. Nếu tôi không cản được
tôi sẽ gọi cho cô, kêu cô tới cảng. Vậy có thể để cho ba tôi nghỉ ngơi thêm vài ngày không? Dĩ nhiên là được mà. Chỉ cần hai cha con của cô bàn bạc xong rồi, muốn ngày nào trở lại làm việc đều có thể hết. Mỹ Phụng à, không biết là tôi có thể nói chuyện riêng với cô một lát không? À, dạ được, hay là chúng ta lên sân thượng đi. Đại ca, anh tìm em có gì không vậy? Tôi cảm thấy Mỹ Phụng hình như không phải cam tâm tình nguyện muốn lấy thành dân đâu. Quả thật tôi không thể nhìn ra Mỹ Phụng có dáng vẻ muốn làm cô dâu đó. Nếu vậy cô Mỹ Phụng đang muốn làm gì chứ? Tôi cũng không biết nữa. Tôi đã hỏi Huệ Thục rồi, nhưng mà cô ấy cũng trốn tránh câu hỏi của tôi. Cho nên tôi đang muốn nhờ cậu đi điều tra chuyện này. Hả? Dạ được. Trời đất ơi, biết hỏi ai bây giờ? Y Lam đã vì Tuấn Sinh uống thuốc ngủ tự sát sao? Sao lại như vậy chứ? Cô ấy có sao không? Cũng may là phát hiện ra sớm, đưa tới bệnh viện cấp cứu. Bây giờ nó đã về nhà rồi, đang nghỉ ngơi, không có sao hết. Không ngờ Y Lam lại vì tình cảm mà làm chuyện dại dột như vậy. Cũng may ông trời phù hộ. Chủ tịch Dương, tôi tới thăm cô ấy có được không? Cảm ơn ý tốt của cô, nhưng mà tôi đang nghĩ là hai người tốt nhất không nên gặp nhau thì hơn. Thật ra hôm nay tôi cố tình tới tìm cô là có một chuyện này, muốn nhờ cô giúp đỡ. Có chuyện gì bà cứ nói đi. Tôi rất mong là cô có thể đi khuyên nhủ Tuấn Sinh vài lời, kêu cậu ấy đừng trốn tránh trách nhiệm, phải đối xử thật tốt với Y Lam. Thấy Y Lam phải đau khổ vì Tuấn Sinh như vậy, quả thật tôi rất là đau lòng. Tôi biết là yêu cầu cô làm như vậy quả thật là đã làm khó cô. Nhưng mà cuộc hôn nhân của cô với Tuấn Sinh trước đây bây giờ đã là chuyện quá khứ rồi.